Xin chào các bạn. Các bạn đang đến với chương trình Tiếng Việt Online vào tối thứ năm hàng tuần. Các bạn thân mến. Hôm nay chúng ta tìm hiểu về lập luận theo triết học. Tuần trước chúng ta đã tìm hiểu về các lập luận theo khoa học. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về các lập luận theo triết học tiến lên một trình độ cao hơn chúng ta có thể áp dụng các phương pháp lập luận của khoa luận lý học đó là tam đoạn luận lưỡng đạo luận liên châu luận kết cấu đồng tâm đặt câu hỏi và liệt kê hôm nay chúng ta chỉ tìm hiểu ba lập luận tam đoạn luận lưỡng đạo luận và liên châu luận mà thôi trước hết tam đoạn luận tam đoạn luận là lý luận dựa trên ba mệnh đề mệnh đề thứ nhất còn gọi là đại tiền đề nêu lên một nguyên lý chung rộng lớn mệnh đề thứ hai còn gọi là tiểu tiền đề nêu lên một nguyên lý riêng hạn hẹp có liên hệ với đại tiền đề và mệnh đề thứ ba là kết luận ví dụ đại tiền đề sống thì phải tranh đấu tiểu tiền đề mà chúng ta đang sống kết luận vậy chúng ta phải tranh đấu trong ví dụ trên tam đoạn luận dựa vào giá trị bao hàm ý niệm tranh đấu nhưng cũng có khi tam đoạn luận đặt cơ sở trên nguyên lý đồng nhất giữa các ý niệm hai ý niệm cùng đồng nhất với một ý niệm thứ ba thì đồng nhất với nhau ví dụ trong toán học x bằng y và y bằng rách suy ra x bằng sách. Ví dụ thứ ba, triết Tây có câu đời người đối với kẻ hay cảm xúc là một bi kịch. Những người đa sầu đa cảm như Nguyễn Du, ôn như hầu, thấy việc gì trái ý cũng lấy làm đau đớn, xót xa. Vì thế, thơ văn của hai ông thường đậm nét bi thương ai nghe cũng phải xúc động não nẻ. Ví dụ trên có câu thứ nhất là đại tiền đề. Người đời đối với kẻ hay cảm xúc là một bi kịch. Câu thứ hai là tiểu tiền đề. Những người đa sầu đa cảm như Nguyễn Du, ôn như hậu, thấy việc gì trái ý cũng lấy làm đau đớn xót xa. Và câu thứ ba là kết luận vì thế thơ văn của hai ông thường đậm nét bi thương ai nghe cũng phải xúc động não đẻ chúng ta bước qua phương pháp lưỡng đạo luận lưỡng đạo luận còn được gọi là song quan luận lưỡng là hai đạo là đường lưỡng đạo luận là phép lý luận mở ra hai con đường mà người đối thoại thế nào cũng phải chọn một. Rồi từ con đường họ đã chọn, ta đưa ra một kết luận mà họ không thể chối cãi được. Ở trên tòa án, các luật sư bào chữa thường áp dụng lý luận này. Ví dụ, một sinh viên không làm bài, anh ta hoặc không chịu làm hoặc không biết làm. Đường nào anh ta cũng đáng trách cả. Ví dụ 2. Nói dối là hèn nhát vì kẻ nói dối hoặc là cầu lợi, hoặc là che đậy tội lỗi của mình. Cả hai việc đều đáng khinh bỉ. Chúng ta lưu ý về phép lưỡng đạo luận ta phải thận trọng vì rất dễ bị bác bỏ. Qua ví dụ nói dối trên đây người nghe có thể cãi lý rằng có nhiều trường hợp nói dối không phải để cầu lợi hay là che giấu tội lỗi mà chỉ là vì lịch sự vì nhân đạo vì yêu nước vì lương tâm chức nghiệp thí dụ một bệnh nhân bị ung thư giai đoạn cuối bác sĩ báo với người nhà là bệnh nhân chỉ còn sống khoảng một tháng nữa thôi vì lý do nhân đạo người nhà bệnh nhân sẽ phải nói dối là bác sĩ bảo không sao đâu, cứ an tâm chữa trị, bệnh sẽ qua khỏi. Nếu người nhà nói thật như lời bác sĩ, thì có thể không tới một tháng nữa, mà ngay đêm ấy, vì quá lo buồn và sợ hãi, bệnh nhân sẽ tắt thở. Bước sang phương pháp thứ ba là liên châu luận. Liên Châu Luận là lý luận chuỗi ngọc, là lý luận đi từ sự kiện thứ nhất là nguyên nhân, sang sự kiện thứ hai là kết quả. Sự kiện thứ hai tuy là kết quả của sự kiện thứ nhất, nhưng lại trở thành nguyên nhân cho sự kiện thứ ba. Cứ thế liên tiếp sâu thành một chuỗi ngọc. Chúng ta có ví dụ sau đây chủ đề là cần một người thầy muốn viết được một bài văn hay ta phải rèn luyện kỹ năng viết đoạn văn muốn rèn luyện kỹ năng viết đoạn văn ta phải học phương pháp xây dựng đoạn văn muốn học phương pháp xây dựng đoạn văn ta phải có một người thầy giàu kinh nghiệm về tiếng việt và việt văn như vậy người thầy có một vai trò quan trọng trong việc viết văn của ta chúng ta có một ví dụ thứ hai chủ đề là quan trọng của việc suy tư hãy suy tư cho cẩn thận vì tư tưởng sẽ biến thành lời nói hãy nói cho cẩn thận vì lời nói sẽ biến thành hành động Hãy hành xử cho cẩn thận vì hành động sẽ biến thành thói quen. Hãy chú trọng thói quen vì chúng hình thành nhân cách. Hãy chú trọng nhân cách vì nó hình thành số mệnh. Các bạn thân mến, chúng ta vừa tìm hiểu về các lập luận theo triết học. Đó là tam đoạn luận, lưỡng đạo luận và liên châu luận sau đây chúng ta bước sang phần thực hành trong phần thực hành hôm nay chúng ta sẽ phân tích các đoạn văn sau đoạn thứ nhất có chủ đề là hồng nhan bạc phận người xưa có câu hồng nhan thì bạc phận những người mười phân vẹn mười như thúy kiều có cuộc đời long đong lận đận vì thế người đời sau ai cũng xót xa cho thân phận của nàng đoạn văn trên lập luận theo phương pháp tam đoạn luận câu thứ nhất là đại tiền đề người xưa có câu hồng nhan bạc phận câu thứ hai là tiểu tiền đề những người mười phân vẹn mười như thúy kiều có cuộc đời long đong lận đận câu thứ ba là kết luận vì thế người đời sau Ai cũng xót xa cho thân phận của nạn. Chúng ta có đoạn thứ hai có chủ đề là tai nạn giao thông. Tai nạn giao thông đang là một nan đề làm đau đầu các nhà chức trách. Người gây ra tai nạn giao thông hoặc là phóng nhanh vượt ẩu, hoặc là nồng độ cồn trong máu quá cao nên không làm chủ được tốc độ cả hai trường hợp trên đều đáng xử lý nghiêm khắc đoạn văn trên lập luận theo phương pháp lưỡng đạo luận đoạn văn nêu ra hai trường hợp người gây ra tai nạn giao thông hoặc là phóng nhanh vượt ẩu hoặc là nồng độ cồn trong máu quá cao nên không làm chủ được tốc độ kết luận là đằng nào cũng đáng bị xử lý nghiêm khắc chúng ta có đoạn văn thứ ba có chủ đề là hiệu ứng nhà kính tình trạng hiệu ứng nhà kính dẫn đến sự biến đổi khí hậu toàn cầu sự biến đổi khí hậu toàn cầu dẫn đến tình trạng hạn hán và lũ lụt bất thường hạn hán và lũ lụt ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sản xuất của người nông dân đời sống sản xuất của người nông dân giảm sút dẫn đến tình trạng Yếu lương thực. Vì thế, việc cấp thiết là phải giảm bớt tình trạng hiệu ứng nhà kính. Đoạn văn trên lập luận theo phương pháp liên châu luận. Chúng ta bước sang đoạn thứ tư có chủ đề là ăn trộm. Ăn trộm là một hành vi xấu xa vì kẻ trộm hoặc là tham lam của cả người khác hoặc là lười biếng lao động cả hai đều đáng lên án đoạn văn trên lập luận theo phương pháp lưỡng đạo luận đoạn văn nêu ra hai trường hợp người ăn trộm hoặc là lười biếng lao động hoặc là tham lam của cả người khác kết luận cả hai đều đáng lên án chúng ta bước sang đoạn thứ năm có chủ đề là cả nhà thương nhau Ba thương con vì con giống mẹ, mẹ thương con vì con giống ba. Cả nhà ta cùng yêu thương nhau. Xa là nhớ, gặp nhau thì cười. Bài hát trên đây lập luận theo phương pháp tam đoạn luận. Đại tiền đề là câu cả nhà ta cùng yêu thương nhau. Tiểu tiền đề là hai câu ba thương con vì con giống mẹ, mẹ thương con vì con giống ba. Kết luận là câu cuối Xa là nhớ, gặp nhau thì cười Các bạn thân mến Trước khi kết thúc Tôi xin kể cho các bạn nghe một câu chuyện vui Có tựa đề là Tài xế taxi và cha xứ Một hôm trước cửa thiên đàng Cha xứ và một anh tài xế taxi đứng đợi Thánh Phaero cầm quyển sổ từ trong đi ra và hỏi anh tài xế anh là tài xế taxi phải không? Dạ thưa đúng, chính là con. Thánh Phêrô chỉ tay vào cửa bên cạnh. Anh được vào thiên đàng. Quay sang cha xứ Thánh Phêrô hỏi, ngài là linh ngục chánh xứ phải không? Dạ thưa, là con đây. Thánh Phêrô phán, ngài vào luyện ngục 3 năm. Cha xứ kinh ngạc thắc mắc, thưa Thánh Phêrô, Tại sao anh tài xế taxi kia Lúc còn sống Lái xe rất ẩu Thế mà hắn được vào thiên đàng Còn con suốt đời làm linh mục Lại phải vào luyện ngục Thế là sao Thánh phê giải thích Chính vì hắn lái xe cầu thả Nên hết ai ngồi trong xe của hắn Là đều kêu tên giê -xu Và đọc kinh ăn năn tội Dọn mình chết lành Còn con khi giảng thì hơn một nửa nhà thờ đều ngủ gật. Cha xứ trời ơi! Các bạn thân mến, chúng ta vừa tìm hiểu về các lập luận theo triết học, gồm có các phương pháp tam đoạn luận, lưỡng đạo luận và liên châu luận. Tuần sau, chúng ta sẽ tìm hiểu thêm ba phương pháp còn lại, đó là kết cấu đồng tâm, đặt câu hỏi, và liệt kê mến chào tạm biệt các bạn